coi chừng dặm miệng nha. Đập gai á. Cái vườn giờ nó sôi sắc. Lộp. Sâu hết rồi. Rụng hết trơn rồi. Hết mùa rồi. Giờ tháng 7 rồi, đâu còn nữa. Hết mùa. Nè, đây này là đây bẻ nè con. Đây là đứng đây nè, con là đứng đây, nắng quá, đứng đây, ở này bà lấy nón chờ đợi nè. Chạy con, mày chạy đi, là biết hả? Ý sao? Mệt hả? Lấy ghế ngồi, lấy ghế ngồi. Làm gì đó? Rồi. Tập trung nha. Đi luôn, không có chừng nào. Qua đi á. Đến này chạy lơ ba rồi. Thôi. Một xé cành nữa hả? Con cần bắt từ ngoài kia con chạy vô đi. Chị hai đẩy cho em. Chị hai chở em đi. Đó. Đến này sao chống chân cho chị hai đạp. Nó nặng quá. Đến này ôm bụng chị hai cho chị hai chở. Đó, này đạp ơi, chở em. Chạy được không? Chạy đó, con quy nó chạy nè.
chạy từ từ thôi con. Bỏ chân lên, dắt cái chân lên. Chạy thẳng ra ngoài kia luôn, nó mới được nhiều. Từ, nó chạy từ đây nè. Có rắn hả? Sao rắn gì con? Rắn dữ lắm. Rắn nó trong này. Rắn độc quá. Không có tìm được luôn á. Để bắt hai bắt chưa? Bắt làm thịt nó luôn. Rồi chạy. Nhanh lắm. Vô phu, con xích lên cho ba chạy. Đứng qua đây. Rồi, 1, 2, 3. Rồi, cắt chân lên.
Con bỏ cái bịch kẹo nó vô trong cái tủ lạnh đi con, cầm vậy hồi nó chảy nước hết, nó nóng nó chảy hết. Bye bye. Bye bye. Đây nè, chạy ra đây nè. Bình lớn. Chạy thẳng vô trong luôn, anh mở cửa rồi. Băng hết rồi đó, băng xong rồi đó. Yeah. Nhớ có hai cái lần này là đấy. Còn mát á. Chín giờ. Chơi đi. Kì.
Gì hết trời. Chạy từ từ thôi con. Cái đít của con còn chưa lành á. Thùng của bà My. Xe con, xe con. Ở chiều có qua chạy xe nữa không? Có. Ai chở? Chú Tư. Chú Tư tới 6 giờ mấy chú Tư mới về tới đây. Từ từ thôi. Từ từ với chị Hai nè, từ từ nè, đó. Chậm mà chắc nữa. Nắng con. Sáng giờ ăn mấy lần rồi? Ăn uống sữa rồi ăn thêm nữa là sáng 2 lần. 2 lần hả? À, giỏi vậy ta. Trong nắng.